Hamas tung video ghi lại cảnh phục kích binh sĩ Israel ở thành phố Gaza. Hamas mất kiểm soát hoàn toàn khu Bắc Gaza. Mỹ bất ngờ tấn công kho vũ khí của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. ISW xe bọc thép Ukraine vượt sông Dnipro tới bờ đông Kherson. Nga như ngồi trên lửa khi Ukraine đưa phương tiện hạng nặng vượt sông Dnipro. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, lực lượng quân đội Israel đã bao vây thành phố Gaza và tấn công các vị trí đường hầm của Hamas hơn một tháng qua. Nhưng mới đây, kênh CNN cho biết lực lượng Hồi giáo Hamas đã công bố video ghi lại cảnh các tay súng này phục kích, đụng độ binh sĩ Israel trong các con phố chật chội ở thành phố Gaza. Người phát ngôn của quân đội Israel từ chối bình luận về số lượng phương tiện quân sự đã bị vô hiệu hóa hoặc bị phá hủy. CNN đã xác định vị trí một số cuộc đụng độ được ghi trong video của Hamas, trong đó có 3 địa điểm chính, trại tị nạn Ansati, Atacha và Bet Hanun. Các video được tung ra sau khi Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Gaza. Các cuộc đụng độ còn lại trong video mà CNN không thể xác định vị trí địa lý xảy ra trên những con phố chật chội hoặc những vùng trông rất giống nông thôn vì có nhiều cây ô liu. Qua video của Hamas, không rõ lực lượng này thành công tới đâu khi chiến đấu với binh sĩ Israel, không rõ đa số các tay súng Hamas có sống sót không, cũng như không rõ họ có gây thương vong cho binh sĩ Israel và có vô hiệu hóa được các thiết bị của Israel hay không. Video của Hamas đã được biên tập kỹ lưỡng nhằm mục đích tuyên truyền. Hamas chỉ đưa vào các video những nhiệm vụ thành công. Tuy nhiên, việc Hamas công bố đoạn phim quay bằng camera gắn trên người các tay súng đang thực hiện một cuộc phục kích cho thấy rằng ít nhất một trong số các tay súng Hamas đã sống sót và mang về những cảnh quay này. Trung tướng Mỹ về hưu MacHerling đã xem lại các video và nói rằng Hamas có thể đang sử dụng súng phóng lựu, dùng đạn lượng nổ lõm, có khả năng công phá đặc biệt đối với một số phương tiện quân sự như xe bọc thép chở quân. Người phát ngôn của quân đội Israel từ chối bình luận về số lượng phương tiện quân sự đã bị vô hiệu hóa hoặc bị phá hủy trong cuộc tấn công trên bộ với lý do là cần đảm bảo an ninh cho chiến dịch. Quá trình quét sạch các đường hầm chứa vũ khí và là nơi ẩn náu của các tay súng Hamas có thể sẽ mất vài tháng. Ngoài ra, các tay súng Hamas giờ đây cũng có thể sử dụng đống đổ nát của các tòa nhà để che chắn khi thực hiện các cuộc phục kích. Ông Hurling nhận định rằng việc cố gắng ngăn chặn những cuộc phục kích này sẽ giống như trò đập chuột, trừ khi quân đội Israel có thể đánh sập mọi mạng lưới đường hầm, cửa hầm hoặc trục đường hầm. Ông nói sẽ mất nhiều tháng để làm được điều đó. Ngoài ra, ông cho rằng các chiến dịch quét sạch đường hầm không thể được thực hiện bằng phương tiện. Các binh sĩ Israel sẽ phải xử lý từng tòa nhà một. Điều này sẽ khiến họ phải hứng chịu hỏa lực súng trường và bắn tỉa từ Hamas, đồng thời có nguy cơ chịu tỷ lệ thương vong tăng vọt. Hamas cho biết các video được quay vào ngày mùng 2, mùng 3, mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 11. Phân tích độ dài và hướng của các bóng trong video cho thấy các cuộc phục kích xảy ra vào những ngày khác nhau hoặc diễn ra cách nhau nhiều giờ. Tại hầu hết các địa điểm, có thể thấy các tay súng Hamas thực hiện nhiều cuộc phục kích vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Về tình hình diễn biến cuộc xung đột, người phát ngôn quân đội Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari tuyên bố phong trào Hamas đã mất quyền kiểm soát khu vực phía Bắc Gaza khi hàng nghìn cư dân di chuyển về phía Nam. Ông Hagari nêu rõ, chúng tôi đã chứng kiến 50.000 người Gaza di chuyển từ phía Bắc Dải Gaza xuống phía Nam. Họ di chuyển vì hiểu rằng Hamas đã mất quyền kiểm soát ở phía Bắc. Ông Hagari cũng cho rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn toàn diện, song Israel đã cho phép ngừng bắn vì lý do nhân đạo vào những thời điểm cụ thể để cho phép người dân di rời về phía Nam. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố các lực lượng mặt đất của nước này đã ở trung tâm thành phố Gaza. Phát biểu tại họp báo, ông Gallant tái khẳng định cuộc xung đột không thể dừng lại cho đến khi phong trào Hamas bị loại bỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng tiết lộ kế hoạch sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với dải Gaza để giám sát và hành động chống các mối đe dọa an ninh, cũng như ngăn chặn bất cứ ai có ý định làm hại quốc gia Do Thái. Thưa quý vị, ngày thứ 33 trong cuộc tấn công tổng lực của quân đội Israel vào dải Gaza, cả lực lượng phòng vệ Israel, IDF và phong trào Hồi giáo Hamas cùng tuyên bố giành thắng lợi và gây cho đối phương những tổn thất nặng nề. Trong buổi họp báo tại Tel Aviv chiều ngày 8 tháng 11, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari khẳng định Sau nhiều ngày hứng chịu các đợt tấn công thọc sâu liên tiếp của bộ binh Israel, lực lượng Hamas đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực phía bắc dải Gaza. Trước đó, IDF cũng ra thông báo khẳng định các cuộc tấn công bộ binh vào Gaza đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, nhất là tại khu vực phía bắc. Theo đó, IDF đã phá hủy tổng cộng 130 hầm ngầm của Hamas, loại khỏi vùng chiến đấu hàng trăm tay súng chống đối. Về phần mình, Lữ đoàn Cảm tử Al-Qasam, cánh vũ trang chủ lực của Hamas, tuyên bố đã phá hủy tổng cộng 136 thiết bị quân sự hạng nặng, trong đó có nhiều xe tăng, xe thiết giáp, xe chở quân và máy ủi của quân đội Israel, kể từ đầu chiến dịch tấn công bộ binh của IDF vào Gaza. Trong thông báo trên mạng xã hội, người phát ngôn Lữ đoàn Al-Qasam, ông Abu Abeda, đồng thời khẳng định lực lượng này có đủ nguồn lực con người, vũ khí và chiến thuật phù hợp để tiếp tục gây thêm nhiều tổn thất nặng nề cho lực lượng xâm lược. Cùng với sự gia tăng xung đột tại Gaza, các cuộc giao tranh qua biên giới giữa Israel và Liban cũng tiếp tục gia tăng một cách đáng lo ngại. Theo truyền thông khu vực, lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban đã tiến hành 3 đợt bắn phá qua biên giới bằng máy bay không người lái, đạn cối và tên lửa chống tăng vào một số vị trí của IDF, khiến ít nhất 4 binh sĩ bị thương. Cuộc tấn công mới nhất diễn ra tối ngày 8 tháng 11 khi Hezbollah huy động nhiều lượt máy bay không người lái xâm nhập qua biên giới và tấn công vào một số vị trí của quân đội Israel ở khu vực Aposalin. IDF đã đáp trả bằng các cuộc pháo kích dữ dội vào hàng loạt mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Theo nhiều nhà phân tích khu vực, giao tranh gia tăng giữa IDF và Hezbollah đang tiến gần hơn tới giới hạn của một cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn. Nếu kịch bản này xảy ra, hệ lụy đối với an ninh toàn khu vực Trung Đông sẽ là cực kỳ tồi tệ và khó lường. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố họ đang bao vây và thắt thòng lọng xung quanh lực lượng Hamas ở dải Gaza, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết không có thỏa thuận ngừng bắn trước khi con tin được giải thoát. Ông Netanyahu nói, ở miền Nam, xung đột đang diễn ra với sức mạnh mà Hamas chưa từng thấy. Thành phố Gaza bị bao vây, chúng tôi đang hoạt động trong đó, chúng tôi đang tăng thêm áp lực lên Hamas mỗi giờ, mỗi ngày. Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết hoạt động trên bộ của IDF đã phá hủy vô số trung tâm chỉ huy, cứ điểm và đường hầm của Hamas dài hàng trăm km dưới Gaza và được Hamas sử dụng để cơ động lực lượng, cất giữ vũ khí và tiến hành các cuộc tấn công vào quân đội Israel. Ở phía Bắc, Thủ tướng Netanyahu thông báo IDF vừa phòng thủ vừa tấn công. Ông nói rằng Israel sẽ không chấp nhận Hezbollah hoặc Hamas làm tổn hại đến người dân và Israel sẽ đáp trả bằng hỏa lực mạnh trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Liên quan đến các con tin bị bắt giữ ở Gaza, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và đề nghị tổ chức này nỗ lực đảm bảo việc thả con tin ngay lập tức theo luật pháp quốc tế. Được biết, hoạt động quân sự của Israel hiện chủ yếu tập trung vào phía bắc dải Gaza, nơi đồn trú chính của Hamas. Israel đang kêu gọi người dân Gaza di tản về phía nam Gaza. Ông Netanyahu cũng cam kết chính phủ Israel sẵn sàng chi tiền để tái thiết các cộng đồng bị tàn phá ở miền Nam, bất kể chi phí phải trả là bao nhiêu. Kể từ khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công Israel ngày 7 tháng 10, Israel đã thả hơn 6.000 quả bom xuống dải Gaza. Ở chiều ngược lại, phiến quân Hamas cũng đã bắn hơn 7.000 quả rocket từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Trong số đó, nhiều quả đã bị tên lửa thuộc hệ thống phòng không Iron Dome vòm sắt của Israel đánh chặn. Với cường độ tấn công như vậy, kho dự trữ đạn dược và tên lửa cho hệ thống phòng không của Israel sẽ cần liên tục được bổ sung, và điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ lâu dài của Mỹ. Được biết, kể từ khi nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948, Mỹ đã cung cấp cho Israel hơn 130 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh, nhiều hơn số tiền Mỹ cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Mỹ hiện vẫn cung cấp cho Israel khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh mỗi năm. Mới đây, Washington đã cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Israel, bất chấp việc chính quyền Tổng thống Biden bị chỉ trích vì đã không thể ngăn chặn được Israel, quốc gia nhận viện trợ quân sự lớn nhất của Mỹ, gây thương vong lớn cho dân thường khi tấn công dải Gaza. Clark Cooper, cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị quân sự, từng đảm nhiệm giám sát công tác chuyển giao vũ khí của Mỹ cho biết, các loại vật tư trang thiết bị quốc phòng của Israel sẽ được tiếp tế bổ sung dựa trên nhịp độ tiêu thụ sử dụng trong các hoạt động quân sự ở dải Gaza. Mỹ đã cam kết gửi cho Israel các tên lửa phòng không sử dụng cho hệ thống vòm sắt, bom đường kính nhỏ SDB và bộ kit radar biến bom không điều khiển thành loại dẫn đường chính xác bằng GPS. Tập đoàn Boeing của Mỹ được cho là đang đẩy nhanh việc bàn giao cho Israel số lượng lên tới 1.800 dây đam được sản xuất ở Saint Charles, Missouri. Cũng theo ông Clark Cooper, hiện là thành viên cao cấp không thường trực tại Hội đồng Đại Tây Dương, những đợt bổ sung này sẽ được thực hiện cùng với các thỏa thuận đã ký trước đó với Israel liên quan việc bàn giao các loại vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu F-35, máy bay trực thăng hạng nặng CH-53 và máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-46. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Biden cũng đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cung cấp thêm viện trợ cho Israel và Hạ viện đã thông qua kế hoạch viện trợ 14,3 tỷ đô la Mỹ cho Israel. Khi nguồn viện trợ lớn từ Mỹ, các nhóm bảo vệ nhân quyền bày tỏ quan ngại về việc hoạt động quân sự của Israel ở dải Gaza gây thương vong lớn đối với dân thường. Vai trò của Mỹ trong việc duy trì sức mạnh của IDF bị đặt nghi vấn. Trên thực tế, trong quá khứ, các tổ chức nhân quyền cho biết vũ khí, thiết bị quân sự của Mỹ đã từng được sử dụng trong các hoạt động quân sự của Israel, khiến dân thường thiệt mạng ở những địa điểm mà xung quanh không có bất cứ mục tiêu quân sự nào rõ ràng. Năm 2021, Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW từng khẳng định rằng vũ khí do Mỹ sản xuất đã được sử dụng trong ít nhất 2 cuộc tấn công như vậy và điều này có thể được xem là vi phạm luật chiến tranh. Trước đó, khi Mỹ liên tục gửi nguồn viện trợ khủng cho Israel, điều này đã dẫn tới các cuộc biểu tình. Mới đây, biểu tình ở Tacoma, bang Washington, Mỹ là cuộc biểu tình thứ hai nhằm phản đối tàu chở vũ khí tới Israel. Cụ thể, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tập hợp tại cảng Tacoma để chặn một tàu tiếp tế quân sự mà họ cho rằng sẽ chở vũ khí từ Mỹ đến Israel. Người biểu tình lo ngại vũ khí trên tàu sẽ được Israel sử dụng trong chiến dịch chống Hamas ở dải Gaza. Ông Wasim Hay, một trong những người biểu tình ở Tacoma cho biết, "Chúng tôi muốn ngừng bắn ngay bây giờ, chúng tôi muốn mọi người ngừng bị sát hại ngay bây giờ, chúng tôi muốn có một cuộc kiểm tra thực sự và muốn có một hành động về chính sách đối ngoại của Mỹ cũng như nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Israel." Ngoài ra, kênh Al Jazeera chưa xác định được liệu con tàu nói trên có chở vũ khí tới Israel hay không. Trong khi đó, ông Jeff Jensen, người phát ngôn của Lầu Năm Góc nói rằng con tàu thực ra được sử dụng để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa quân sự của Mỹ, nhưng ông từ chối cung cấp thêm thông tin. Ông viết trong một email gửi Al Jazeera, do lý do an ninh hoạt động, Bộ Quốc phòng Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc vận chuyển, di chuyển hoặc thông tin liên lạc đến hàng hóa được chở trên các tàu này. Bên cạnh đó, người biểu tình xếp hàng ngang qua con đường dẫn đến bến cảng. Họ dương cao biểu ngữ, phản đối chở vũ khí tới Israel. Hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 bước sang ngày làm việc cuối cùng. Một trong những vấn đề gây không ít tranh cãi giữa các nước thành viên G7 chính là tình hình xung đột tại dải Gaza trước khi các bên đi được đến tuyên bố chung cuối cùng. Là đồng minh chủ chốt của Israel, Mỹ cho đến nay vẫn phản đối lời kêu gọi ngừng bắn mà chỉ ủng hộ một lệnh ngừng bắn nhân đạo vì cho rằng Israel có quyền tự vệ. Tuy nhiên, các nước khác trong G7 lại có lập trường hoàn toàn khác. Tại cuộc bỏ phiếu ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước, trong số 7 nước G7, chỉ có Mỹ bỏ phiếu chống và Pháp bỏ phiếu ủng hộ về lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, trong khi Nhật Bản, Anh, Italia, Đức và Canada đều bỏ phiếu trắng. Điều này cho thấy lập trường giữa các nước G7 về tình hình xung đột tại dải Gaza vẫn còn nhiều khác biệt. Bởi vậy, ngay phiên khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng diễn ra ngày 7 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi nhóm có tiếng nói rõ ràng về cuộc xung đột Hamas-Israel kéo dài một tháng qua. Đây là thời khắc quan trọng để các nước G7 cùng đối mặt với cuộc khủng hoảng và đưa ra tiếng nói chung rõ ràng về tình hình hiện nay ở dải Gaza. Tôi mong chờ điều này trong các cuộc thảo luận của chúng ta. Tuy nhiên, sau các cuộc thảo luận đầy căng thẳng, các nhà ngoại giao G7 cũng đã thống nhất được lập trường chung về cuộc chiến Israel-Hamas, trong đó lên án lực lượng Hamas, ủng hộ quyền tự vệ của Israel và kêu gọi tạm dừng nhân đạo để tăng tốc viện trợ cho những người tuyệt vọng. Để đi đến lập trường chung, các bên đã tìm cách cân bằng giữa những lời chỉ trích về các cuộc tấn công của Hamas chống lại Israel và việc thúc đẩy hành động khẩn cấp để giúp đỡ người dân ở dải Gaza. Theo kế hoạch, các ngoại trưởng thuộc nhóm G7 sẽ ra tuyên bố chung chính thức sau 2 ngày họp. Đây sẽ là tuyên bố thứ hai của nhóm G7 về vấn đề này kể từ khi bùng phát xung đột Hamas-Israel vào ngày 7 tháng 10 vừa qua. Ngoài 3 vấn đề chính trên, trong 2 ngày hội nghị, các ngoại trưởng G7 cũng thảo luận về các diễn biến tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, quan hệ với Trung Quốc, tầm quan trọng của việc phối hợp với các cường quốc châu Á trong ứng phó với các thách thức toàn cầu, việc hỗ trợ Ukraine và tình hình Triều Tiên. Ngoài thảo luận về vấn đề xung đột Hamas-Israel, theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức, các quốc gia G7, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản có ý định hợp tác để tạo ra một lá chắn phòng không cho Ukraine. Nguồn tin trên dẫn lời Bộ Ngoại giao Đức Anna Lena Baerbock nêu rõ, Ukraine vẫn đứng đầu trong chương trình nghị sự của G7. Có rất nhiều mối đe dọa đối với chúng tôi ở châu Âu, cũng như đối với toàn bộ G7. Nếu chúng tôi giảm sự hỗ trợ cho Ukraine, Nga sẽ khai thác điều này và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với Ukraine cũng như châu Âu, trong khi các đối thủ cạnh tranh ở những khu vực khác trên thế giới cũng sẽ rút ra kết luận sai lầm. Bà Baerbock lưu ý thêm, đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng tôi, với tư cách là G7, phải kiên quyết cam kết hỗ trợ Ukraine toàn diện. Đó cũng là nguyên nhân, chẳng hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để xây dựng lá chắn phòng không cho Ukraine. Hội nghị cấp ngoại trưởng nhóm G7 lần này nhằm thống nhất lập trường chung về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Trung Đông, bất chấp những khác biệt rõ ràng giữa họ. Nhật Bản cũng muốn nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của G7 dành cho Ukraine sẽ không bị tổn hại, ngay cả khi phần lớn sự chú ý của thế giới chuyển sang cuộc xung đột Israel-Hamas. Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine, Dmitry Kuleba, sẽ tham gia thảo luận tại hội nghị. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết quân đội Mỹ đã không kích một cơ sở ở phía đông Syria được sử dụng bởi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và các nhóm liên quan. Ông thông tin thêm rằng cuộc không kích được tiến hành bởi 2 máy bay tiêm kích F-15 nhắm tới một kho vũ khí ở phía đông Syria. Động thái này nhằm đáp trả một loạt các vụ tấn công trong thời gian qua nhắm tới các lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria bởi các nhánh của lực lượng Kurd, một đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Bộ trưởng Lloyd Austin nhấn mạnh ưu tiên cao nhất của Tổng thống Joe Biden là sự an toàn của người dân và binh sĩ Mỹ. Ông Lloyd Austin cũng khẳng định Mỹ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân và các cơ sở của nước này, đồng thời kêu gọi ngừng các hành động gia tăng xung đột. Theo Bộ trưởng Lloyd Austin, binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục nhiệm vụ chống IS ở Iraq và Syria. Quân đội Mỹ ở Trung Đông đã bị tấn công ít nhất 42 lần kể từ giữa tháng 10, với 2 cuộc tấn công diễn ra trong vòng 24 giờ. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh hỗn loạn ở Trung Đông do cuộc xung đột giữa Israel và Hamas gây ra. Trước đó, căn cứ không quân Ain al-Assad của Mỹ đã bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV và rocket. Theo tuyên bố của quân đội Iraq sau vụ tấn công, lực lượng an ninh đã cho phong tỏa khu vực xoay quanh Ain al-Assad và tiến hành điều tra. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, một nhân viên dân sự tại Ain al-Assad đã thiệt mạng do lên cơn đau tim khi cảnh báo không kích vang lên. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không xác nhận căn cứ bị tấn công UAV. Vụ tấn công này là cuộc tập kích thứ 3 vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq. Hãng tin AP dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết thêm rằng căn cứ quân sự Antan của Mỹ ở miền nam Syria đã bị 2 UAV tấn công và có người bị thương. Mỹ đã điều lực lượng hải quân đáng kể tới Trung Đông kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra gần 2 tuần trước, trong đó có 2 nhóm tàu sân bay. Bình luận về các vụ tấn công này, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder nói, mặc dù tôi không dự đoán bất kỳ phản ứng tiềm tàng nào đối với các cuộc tấn công này, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ và liên minh trước bất kỳ mối đe dọa nào. Mỹ hiện có 2.500 binh sĩ ở Iraq và 900 binh sĩ ở nước láng giềng Syria để thực hiện nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại phiến quân IS. Sau đó vài ngày, tiếp tục 3 căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông đã phải hứng chịu 7 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết, Mỹ đã ghi nhận 6 cuộc tấn công, 3 trong số đó nhằm vào căn cứ không quân Al-Assad của Mỹ ở Iraq, số còn lại nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở Syria. Các cuộc tấn công vừa qua không gây thương vong về người. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng xác nhận 46 binh lính đã bị thương ở nhiều cấp độ sau hàng chục vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Sự gia tăng các cuộc tấn công diễn ra trong thời gian Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm đến Trung Đông để thảo luận về các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở dải Gaza. Phát biểu tại Iraq, Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ binh sĩ và các căn cứ của mình ở khu vực. Các nhóm dân quân có liên hệ với Iran ở Iraq và Syria đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên, đồng thời cảnh báo sẽ tổ chức nhiều cuộc tấn công hơn nữa nếu Mỹ không chấm dứt các hỗ trợ đối với Israel. Mỹ đang triển khai khoảng 2.500 quân tại Iraq và 900 quân ở Syria. Giới chức Mỹ lo ngại xung đột ở dải Gaza có thể lan rộng khắp Trung Đông và biến các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực trở thành mục tiêu bị tấn công. Trả lời báo giới, trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ, phụ trách mua sắm vũ khí, hậu cần và công nghệ Doug Lightfoot cho biết, Quốc hội nước này đang xem xét bổ sung tài trợ trong khuôn khổ đề xuất chi 106 tỷ đô la Mỹ của Tổng thống Joe Biden để hiện đại hóa hoặc xây dựng cơ sở sản xuất pháo 155mm ở nhiều bang như Texas, Tennessee, Virginia và California. Trong số 3,1 tỷ đô la Mỹ dành cho pháo 155mm, khoảng một nửa sẽ dùng để tăng cường ngành công nghiệp sản xuất pháo và phần còn lại dùng để mua đạn. Ông Bush nhấn mạnh, khoản tài trợ này sẽ giúp mở rộng dây chuyền sản xuất, củng cố nền kinh tế Mỹ và tạo thêm việc làm. Nhu cầu về đạn pháo 155mm tăng vọt kể từ khi Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraine tháng 2 năm 2022. Đến nay, Mỹ và các đồng minh đã viện trợ hơn 2 triệu viên đạn pháo 155mm tới Kiev. Washington có kế hoạch tăng sản lượng đạn pháo 155mm lên 100.000 quả một tháng vào năm 2025. Trong báo cáo doanh thu mới nhất, General Dynamics cho biết tập đoàn này được hưởng lợi từ việc Lầu Năm Góc chi tiêu để bổ sung thiết bị và khí tài, bao gồm cả pháo 155mm. Trước đó, Mỹ cùng một số đồng minh châu Âu vật lộn để cung cấp cho Ukraine một lượng lớn đạn dược cần thiết cho cuộc phản công dự kiến kéo dài của Ukraine, và các quan chức phương Tây đang chạy đua để đẩy mạnh sản xuất nhằm tránh tình trạng thiếu hụt trên chiến trường có thể cản trở bước tiến của Kiev. Các quan chức Mỹ và phương Tây nói với CNN rằng nguồn cung cấp đạn pháo đang cạn kiệt là một hồi chuông cảnh tỉnh cho NATO, vì liên minh này đã không chuẩn bị đầy đủ cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột trên bộ kéo dài ở châu Âu sau nhiều thập kỷ tương đối hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với CNN, mặc dù NATO đã sớm sẵn sàng cho một cuộc tấn công một ngày một đêm, nhưng không ai thực sự tự đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày một đêm trở thành 2 tuần, 3 tuần, thậm chí dài hơn. Chúng ta thực sự có bao nhiêu đạn pháo trong kho dự trữ? Và tôi nghĩ đó là câu hỏi lớn hơn. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh với CNN rằng có một số lượng đạn dược nhất định trong các kho dự trữ của nước này trên khắp thế giới, về cơ bản là dự trữ khẩn cấp, mà Lầu Năm Góc không sẵn sàng cung cấp cho bên ngoài. Mức độ của những kho dự trữ được giữ bí mật. Nhưng các quan chức trên lưu ý, Mỹ đã tiến gần đến ranh giới đỏ khi tiếp tục cung cấp đạn 155mm tiêu chuẩn NATO cho Ukraine. Mỹ cũng đã bắt đầu đẩy mạnh sản xuất đạn dược vào năm ngoái, khi nhận thấy rõ ràng rằng cuộc xung đột sẽ kéo dài hơn dự kiến. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với CNN rằng loại đạn này vẫn sẽ mất nhiều năm để sản xuất hàng loạt đến mức có thể chấp nhận được. Trước đó, Bộ Quốc phòng Israel đặt mua hàng chục nghìn quả đạn pháo 155mm thông qua hợp đồng trị giá 60 triệu đô la Mỹ với Elbit Systems. Trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới phía Bắc của nước này, và sau khi Mỹ được cho là đã rút loại đạn trên khỏi kho dự trữ ở Israel, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng vọt do cuộc xung đột ở Ukraine. Cụ thể, chính phủ Israel và công ty Elbit Systems mới đây đã công bố thỏa thuận cung cấp đạn M107A3 cho lực lượng pháo binh của Israel. Thỏa thuận trên được ký kết chỉ vài tháng sau động thái của Mỹ rút 300.000 quả đạn pháo 155mm khỏi kho dự trữ ở Israel để chuyển cho Ukraine. Kho dự trữ thuộc sở hữu của Mỹ nhưng được đặt ở Israel và quân đội Israel có thể tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp. Israel đã có một thỏa thuận với Mỹ, theo đó nước này có thể sử dụng đạn pháo cho các kế hoạch quân sự của họ. Thưa quý vị, sau khi cắt đôi Dải Gaza, quân đội Israel đang bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc giao tranh chống lại Hamas, nhắm vào mê cung đường hầm và cơ sở chỉ huy của lực lượng này ở phía Bắc Gaza, trong một chiến dịch có thể mất nhiều tháng để hoàn thành. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố các lực lượng mặt đất của nước này đã ở trung tâm thành phố Gaza, thủ phủ của Dải Gaza. Đây là một bước tiến mới trong chiến dịch trên bộ của quân đội Israel tại Gaza, vốn được bắt đầu vào ngày 26 tháng 10 và đã hoàn tất việc bao vây thành phố Gaza, chia cắt Dải Gaza thành hai miền Nam Bắc vào ngày 5 tháng 11. Theo hãng tin Reuters của Anh, ngày 7 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã phê duyệt các kế hoạch hoạt động tiếp theo cho hành động quân sự ở thành phố Gaza và phía Bắc Dải Gaza. 5 nguồn tin an ninh Israel nói với Reuters rằng việc xác định và vô hiệu hóa mạng lưới đường hầm rộng lớn chạy bên dưới các vùng phía Bắc Gaza sẽ là một phần cơ bản trong giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công và việc này sẽ mất nhiều thời gian. Diễn biến trên chiến trường cũng cho thấy khi tiến về trung tâm thành phố Gaza, xe tăng Israel đã phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ các tay súng Hamas. Theo các nguồn tin Palestine, những tay súng Hamas đã sử dụng mạng lưới đường hầm để tiến hành các cuộc phục kích. Có tay súng xuất hiện ở cửa đường hầm này, phóng đi một quả đạn chống tăng rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện ở lối vào một đường hầm khác để tiếp tục ra đòn tấn công nhằm vào lực lượng Israel. Ngày 8 tháng 11, người phát ngôn chính của quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết lực lượng công binh chiến đấu của nước này đã sử dụng thiết bị nổ để phá hủy các đường hầm và đã phá hủy hơn 100 hầm. Trong khi đó, theo Avi Melamed, cựu quan chức tình báo Israel và là nhà đàm phán trong cuộc nổi dậy lần thứ nhất và thứ hai diễn ra vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 2000, quân đội Israel đang thực hiện một kế hoạch có lớp lang để xác định vị trí các đường hầm, phá hủy các địa điểm phóng tên lửa và tiêu diệt chỉ huy cũng như các tay súng của Hamas. Ông Melamed cho rằng kế hoạch này cũng loại bỏ xương sống sức mạnh quân sự của Hamas và có thể sẽ mất vài tháng. Hamas, lực lượng kiểm soát giải Gaza, vùng đất ven biển của Palestine từ năm 2007, đã xây dựng một thành phố đường hầm trải dài bên dưới Gaza hàng trăm km, có nơi sâu tới 80 mét. Một con tin bị bắt giữ dưới đường hầm trước khi được Hamas phóng thích vào tháng trước đã mô tả các đường hầm ở đây giống như mạng nhện. Quân đội Israel cho biết nhiều đường hầm, trung tâm chỉ huy và bệ phóng tên lửa của Hamas nằm liên kề với các trường học, bệnh viện và tổ chức nhân đạo ở phía bắc Gaza, bao gồm cả bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza, bệnh viện lớn nhất khu vực. Trả lời phỏng vấn tờ Le Monde của Pháp, bà Daphné Richemond-Barak, một chuyên gia về xung đột đô thị kiêm giáo sư tại Viện chống khủng bố quốc tế của Đại học Reichman ở Tel Aviv, cho biết thêm Hamas đã xây dựng hệ thống đường hầm dưới Gaza trong 20 năm. Đây là mạng lưới ngầm cực kỳ phức tạp, gần như không thể bị xâm nhập. Khi bước vào, người ta lập tức rơi vào chứng sợ bị nhốt, mất hết phương hướng, không ý thức được về chuyện gì đang xảy ra. Tất cả trao đảo, cảm giác giống như một cơn ác mộng. Theo nguồn tin an ninh Israel, Hamas ước tính có lực lượng từ 20.000 đến 30.000 tay súng. Israel đang tìm cách nhắm mục tiêu vào các chỉ huy chiến trường của Hamas để làm suy yếu khả năng của Hamas trong việc thực hiện các cuộc phản công. Ngày 8 tháng 11, Thiếu tướng Yaron Finkelman, người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Israel cho biết hàng chục chỉ huy Hamas đã thiệt mạng. Dù quân đội Israel là một trong những đội quân hiệu quả nhất trên thế giới, nhưng theo giáo sư Daphne Richemond-Barak, tác giả cuốn Cuộc chiến dưới lòng đất, Underground Warfare, hệ thống đường hầm dưới lòng đất ở Gaza cho phép Hamas hoạt động ngoài tầm mắt công nghệ của nhà nước Israel và quân đội Israel. Khi xây dựng chúng, Hamas đã hướng tới mục tiêu là làm giảm lợi thế chiến lược của một quân đội hùng mạnh như Israel với một nhóm vũ trang. Hãng tin Reuters ngày 8 tháng 11 dẫn lời của Lloyd Austin, thành viên cao cấp tại Viện Chính sách và Chiến lược tại Đại học Reichman của Israel và là cựu quan chức cấp cao của cơ quan an ninh Shin Bet, cho biết các cuộc oanh tạc dữ dội từ trên không là nhằm phá hủy càng nhiều cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas càng tốt trước khi quân đội chuyển sang chiến đấu ngầm trong đường hầm dưới lòng đất. Theo các nguồn tin an ninh, quân đội Israel đang cố gắng thu thập thêm những thông tin tình báo về mạng lưới đường hầm mà không nhất thiết phải vào trong. Hiện nay, robot và chó đánh hơi đang được phía Israel triển khai để xác định vị trí lối vào đường hầm cũng như thăm dò các khu vực bên trong đường hầm trước khi có thể lực lượng chuyên nghiệp hành động. Tuy nhiên, theo ông Shalom Ben-Hanan, một cựu quan chức hàng đầu của cơ quan an ninh Shin Bet, các hoạt động bên trong mạng lưới đường hầm cần tiến hành chậm hơn vì sự hiện diện của các con tin Israel, bởi họ được cho là bị giam giữ trong đường hầm. Một vấn đề nữa là trong nhiều tuần qua, phía Israel đã tập trung sự chú ý vào bệnh viện Al-Shifa, cáo buộc Hamas sử dụng nó làm lá chắn cho các trung tâm hoạt động ngầm. Trong một cuộc họp báo vào cuối tháng 10 vừa qua, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho rằng đây là căn cứ hoạt động chính của Hamas. Sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Israel phát hiện hàng trăm tay súng Hamas đã tràn vào bệnh viện Al-Shifa để ẩn náu. Những tay súng này hoạt động bên trong và bên dưới bệnh viện Al-Shifa, cũng như sử dụng các bệnh viện khác ở giải Gaza làm lá chắn. Chính vì thế, theo ông Shalom Ben-Hanan, các cuộc đột nhập xung quanh bệnh viện gây ra rủi ro đáng kể cho lực lượng Israel vì họ có thể cần phải sơ tán dân thường còn bên trong khu phức hợp, ngay cả khi những người này đã được cảnh báo phải rời đi. Chúng, ám chỉ Hamas, sẽ bắn vào chúng tôi và sẽ chiến đấu với chúng tôi ngay từ bệnh viện, và chúng tôi sẽ phải trả giá cho việc đó, ông Ben-Hanan nhận định. Theo tờ Thời báo Israel, Time of Israel.com, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến sâu vào Gaza hơn những gì Hamas từng tưởng tượng, đồng thời cảnh báo nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban rằng lực lượng này sẽ phạm phải sai lầm lớn nhất nếu mở ra một mặt trận giao tranh toàn diện mới. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo IDF đã hoạt động ở trung tâm thành phố Gaza và thắt thòng lọng xung quanh các tay súng Hamas ở đó. Tuyên bố trên của các quan chức hàng đầu Israel được đưa ra tròn một tháng sau khi nhóm Hamas phát động cuộc đột kích bất ngờ vào miền nam Israel. Israel đã tuyên bố sẽ loại bỏ Hamas và loại bỏ tổ chức này khỏi quyền lực ở dải Gaza, nhưng cũng phải đối mặt với hỏa lực tên lửa từ Liban và các cuộc tấn công dọc biên giới. Một loạt tên lửa đã được bắn từ bên kia biên giới phía bắc của Israel. Phát biểu từ Sở Chỉ huy Quân sự Kiria ở Tel Aviv, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ, ông đưa ra tuyên bố trước toàn quốc nhằm cập nhật cho người Israel về cuộc xung đột. Các thành viên nội các chiến tranh của Israel vốn được thành lập để giám sát kế hoạch quân sự đều đưa ra những tuyên bố riêng trong buổi tối ngày 7 tháng 11. Trong đó, ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Gallant khẳng định sẽ không ngừng bắn cho đến khi các con tin được phóng thích. Ông Netanyahu nói, ở miền Nam, cuộc xung đột đang diễn ra với sức mạnh mà Hamas chưa từng thấy. Thành phố Gaza bị bao vây. Chúng tôi đang hoạt động trong đó. Chúng tôi đang tăng thêm áp lực lên Hamas mỗi giờ, mỗi ngày. Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết chiến dịch trên bộ của IDF đã phá hủy vô số trung tâm chỉ huy, cứ điểm và đường hầm của Hamas dài hàng trăm km dưới Gaza và được Hamas sử dụng để cơ động lực lượng, cất giữ vũ khí và tiến hành các cuộc tấn công vào quân đội Israel. Ở phía Bắc, Thủ tướng Netanyahu thông báo IDF vừa phòng thủ vừa tấn công. Ông nói rằng Israel sẽ không chấp nhận Hezbollah hoặc Hamas làm tổn hại đến người dân và Israel sẽ đáp trả bằng hỏa lực mạnh trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Liên quan đến các con tin bị bắt giữ ở Gaza, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và đề nghị tổ chức này nỗ lực đảm bảo việc thả con tin ngay lập tức theo luật pháp quốc tế. Chuyển sang mặt trận ngoại giao, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo nước ngoài rằng nếu Israel không giành được chiến thắng, nước này có thể bị tấn công bởi những thành phần được Hamas truyền cảm hứng. Israel đang phải đối mặt với áp lực ngoại giao để tạm dừng giao tranh vì lý do nhân đạo trong cuộc xung đột, bao gồm cả từ Mỹ, quốc gia đã kiên định ủng hộ phản ứng của nhà nước Do Thái sau cuộc tấn công của Hamas. Thủ tướng Netanyahu lưu ý rằng ông thường xuyên nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden và đánh giá cao sự hỗ trợ từ Nhà Trắng cũng như người dân Mỹ. Kế hoạch quân sự của Israel hiện chủ yếu tập trung vào phía bắc dải Gaza, nơi đồn trú chính của Hamas. Israel đang kêu gọi người dân Gaza di tản về phía nam Gaza. Ông Netanyahu cũng cam kết chính phủ Israel sẵn sàng chi tiền để tái thiết các cộng đồng bị tàn phá ở miền Nam, bất kể chi phí phải trả là bao nhiêu. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Gallant bác bỏ mọi biện pháp tạm dừng vì lý do nhân đạo trước khi Hamas thả trên 240 con tin mà họ đang giam giữ. Ông Gallant khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiến thắng và cho đến khi các con tin được đưa về nhà. Lực lượng phòng vệ Israel IDF, quân đội Israel vừa cho biết lữ đoàn lính dù của nước này hoạt động ở Bắc Gaza đã phát hiện cửa mở vào một đường hầm của Hamas. Cửa mở này nằm gần một công viên giải trí. Cùng ngày, các lực lượng Israel cũng tìm thấy một kho vũ khí chứa vật liệu hóa học, súng chống tăng, min Claymore và nhiều trang thiết bị khác. Địa điểm của kho vũ khí này nằm gần trường đại học. Trước đó, trong quá trình hoạt động ở khu vực Bắc Gaza, các lực lượng Israel đã phát hiện nhiều điểm truy cập vào hệ thống đường hầm của Hamas. Theo quân đội Israel, các tay súng Hamas thường ẩn náu trong mạng lưới đường hầm phức tạp bên dưới mặt đất ở Gaza. Bà Daphné Richemond-Barak, một chuyên gia về xung đột đô thị kiêm giáo sư tại Viện chống khủng bố quốc tế của Đại học Rickman ở Tel Aviv cho biết thêm, Hamas đã xây dựng hệ thống đường hầm dưới Gaza trong 20 năm. Đây là mạng lưới ngầm cực kỳ phức tạp, gần như không thể bị xâm nhập. Khi bước vào, người ta lập tức rơi vào chứng sợ bị nhốt, mất hết phương hướng, không ý thức được về chuyện gì đang xảy ra. Tất cả trao đảo, cảm giác giống như một cơn ác mộng. Trong khi đó, theo hãng tin Reuters, ngày 8 tháng 11, quân đội Israel đang bắt đầu giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến chống lại Hamas. Mục tiêu là nhắm vào mê cung đường hầm và cơ sở chỉ huy của lực lượng này ở phía Bắc Gaza. Chiến dịch này có thể mất nhiều tháng mới có thể hoàn thành. Trong cuộc xung đột đang diễn ra, dù nhóm Hamas không thể sánh về sức mạnh cũng như các loại vũ khí công nghệ cao phức tạp mà quân đội Israel sử dụng, họ lại có một bảo bối đặc biệt, một mạng lưới đường hầm rộng lớn nằm dưới lòng đất. Sau khi hiểu được rằng quy mô của hệ thống đường hầm ở dải Gaza rất lớn, Israel đã chi hơn 1 tỷ đô la Mỹ để phát triển hệ thống rào chắn ngầm nằm dọc theo biên giới dài 60 km ngăn nước này với dải Gaza. Israel cũng đổ hàng trăm triệu đô la Mỹ vào hệ thống phát điện hoạt động xây dựng các công trình ngầm mới. Những biện pháp này đã được Israel đặt cho cái tên là Iron Wall, tường sắt, và Iron Space, sảnh sắt, nhằm biến lãnh thổ nước này trở thành khu vực bất khả xâm phạm. Nhưng trong ít nhất một trường hợp, các đường hầm bí mật đã được những tay súng Hamas sử dụng để tấn công vào Israel trong cuộc xung đột đã khiến rất nhiều người thiệt mạng vừa qua. Những đường hầm này, cùng với các mũi tấn công bằng đường không, đường bộ và đường biển, đã khiến Israel bị bất ngờ. Hồi năm 2021, Israel tuyên bố đã phá hủy 100 km đường hầm bên dưới Gaza. Nhưng Hamas khẳng định lực lượng có trong tay mạng lưới đường hầm dài tới 500 km, trong đó mới chỉ 5% bị tấn công. Trong nỗ lực giành lợi thế trước đối thủ, hồi năm 2014, Israel đã quyết định đầu tư xây dựng hệ thống phát hiện đường hầm phức tạp Iron Space do hai công ty Elbit System và Rafael Advanced Defense System hợp tác phát triển. Đây chính là hai nhà thầu đã hợp tác phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome vòng sắt chứ danh. Tuy nhiên, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Quốc gia có trụ sở tại Tel Aviv, Israel, các cảm biến trong hệ thống không thể hoạt động hoàn hảo vì chúng không thể phát hiện các đường hầm nhánh, nhiều khúc ngoặt. Ngoài ra, thiết bị còn gặp nhầm lẫn tại các giao lộ. Trong nhiều năm, Hamas đã sử dụng các đường hầm nằm dưới dải Gaza để che giấu vũ khí, hệ thống chỉ huy và các tay súng của lực lượng. Theo thời gian, các đường hầm được xây dựng ngày càng phức tạp, được trang bị ống thông gió và điện. Theo các chuyên gia, một số tuyến đường hầm của Hamas có thể nằm ở độ sâu tới 35 mét. Thậm chí, chúng còn được trang bị đường dây và các phòng liên lạc. Lối vào của các đường hầm này cũng được bố trí để rất khó phát hiện, ẩn náu trong các tòa nhà dân sự hoặc nhiều cơ sở công cộng khác. Năm 2014, Israel đã tổ chức một cuộc tấn công chuyên bộ ở dải Gaza nhằm triệt phá hệ thống đường hầm. Nhưng các chiến binh Hamas đã dùng chính những đường hầm này để phục kích lực lượng Israel trong cuộc chiến kéo dài 50 ngày. Cách đây một thập kỷ, Ai Cập cũng bắt đầu tìm cách phá các đường hầm thông qua một chiến dịch được tổ chức bài bản, bao gồm cả việc làm ngập lụt nhiều đường hầm. Tuy nhiên, có thể thấy hệ thống đường hầm ở dải Gaza vẫn tồn tại. Thưa quý vị, mới đây, Mỹ đã bày tỏ quan điểm phản đối việc Israel chiếm đóng lâu dài dải Gaza. Bên cạnh đó, nhấn mạnh Israel và khu vực phải được đảm bảo an ninh. Mới đây, Mỹ đã bày tỏ quan điểm phản đối việc Israel chiếm đóng lâu dài dải Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel nêu rõ, quan điểm của chúng tôi là người Palestine phải đi đầu trong các quyết định này. Gaza là đất của người Palestine và sẽ vẫn là đất của người Palestine, đồng thời nhấn mạnh việc không ủng hộ việc tái chiếm Gaza. Bên cạnh đó, ông Patel cũng nhấn mạnh Israel và khu vực phải được đảm bảo an ninh và Gaza không nên và không thể là căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công chống lại người dân Israel hoặc bất kỳ ai khác. Năm 2005, Israel đã rút khỏi dải Gaza, vùng đất mà nước này chiếm được trong cuộc xung đột 6 ngày vào năm 1967. Sau đó, Tel Aviv áp đặt lệnh phong tỏa sau khi lực lượng Hamas giành quyền kiểm soát Gaza. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã tuyên bố Israel sẽ đảm trách an ninh tổng thể đối với Gaza trong một thời gian không xác định sau khi xung đột với Hamas kết thúc. Ông Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiến sâu vào Gaza hơn những gì Hamas từng tưởng tượng, đồng thời cảnh báo nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban rằng lực lượng này sẽ phạm phải sai lầm lớn nhất nếu mở ra một mặt trận giao tranh toàn diện mới. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant thông báo IDF đang hoạt động ở trung tâm thành phố Gaza và thắt thòng lọng xung quanh các tay súng Hamas ở đó. Tuyên bố trên của các quan chức hàng đầu Israel được đưa ra tròn một tháng sau khi nhóm Hamas phát động cuộc đột kích bất ngờ vào miền nam Israel. Israel đã tuyên bố tiêu diệt Hamas và loại bỏ tổ chức này khỏi quyền lực ở dải Gaza, nhưng cũng phải đối mặt với hỏa lực tên lửa từ Liban và các cuộc tấn công dọc biên giới. Một loạt tên lửa đã được bắn từ bên kia biên giới phía bắc của Israel ngày 7 tháng 11. Phát biểu từ Sở Chỉ huy Quân sự Kiria ở Tel Aviv, Thủ tướng Netanyahu nêu rõ ông đưa ra tuyên bố trước toàn quốc nhằm cập nhật cho người Israel về cuộc xung đột. Các thành viên nội các chiến tranh của Israel vốn được thành lập để giám sát kế hoạch quân sự đều đưa ra những tuyên bố riêng trong buổi tối ngày 7 tháng 11. Trong đó, ông Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Gallant khẳng định sẽ không ngừng bắn cho đến khi các con tin được phóng thích. Ông Netanyahu nói, ở miền Nam, cuộc xung đột đang diễn ra với sức mạnh mà Hamas chưa từng thấy. Thành phố Gaza bị bao vây. Chúng tôi đang hoạt động trong đó. Chúng tôi đang tăng thêm áp lực lên Hamas mỗi giờ, mỗi ngày. Thủ tướng Netanyahu cũng cho biết chiến dịch trên bộ của IDF đã phá hủy vô số trung tâm chỉ huy, cứ điểm và đường hầm của Hamas dài hàng trăm km dưới Gaza và được Hamas sử dụng để cơ động lực lượng, cất giữ vũ khí và tiến hành các cuộc tấn công vào quân đội Israel. Liên quan đến các con tin bị bắt giữ ở Gaza, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã nói chuyện với Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế và đề nghị tổ chức này nỗ lực đảm bảo việc thả con tin ngay lập tức theo luật pháp quốc tế. Chuyển sang mặt trận ngoại giao, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, ông đã trao đổi với các nhà lãnh đạo nước ngoài rằng nếu Israel không giành được chiến thắng, nước này có thể bị tấn công bởi những thành phần được Hamas truyền cảm hứng. Israel đang phải đối mặt với áp lực ngoại giao để tạm dừng giao tranh vì lý do nhân đạo trong cuộc xung đột, bao gồm cả từ Mỹ. Quốc gia đã kiên định ủng hộ phản ứng của nhà nước Do Thái sau cuộc tấn công của Hamas. Kế hoạch quân sự của Israel hiện chủ yếu tập trung vào phía bắc dải Gaza, nơi đồn trú chính của Hamas. Israel đang kêu gọi người dân Gaza di tản về phía nam Gaza. Ông Netanyahu cũng cam kết chính phủ Israel sẵn sàng chi tiền để tái thiết các cộng đồng bị tàn phá ở miền Nam, bất kể chi phí phải trả là bao nhiêu. Trong diễn biến khác, theo Tân Hoa Xã, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út ngày 8 tháng 11 thông báo hoãn hội nghị thượng đỉnh Ả Rập Châu Phi lần thứ 5 do tình hình xung đột gia tăng hiện nay tại Gaza. Hội nghị được lên kế hoạch tại Riyadh, thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày 12 tháng 11 tới. Phía Ả Rập Xê Út giải thích việc hoãn kế hoạch này là nhằm đảm bảo các sự kiện chính trị trong khu vực không ảnh hưởng đến quan hệ đối tác Ả Rập Châu Phi, đồng thời cho biết sẽ ấn định một ngày khác cho hội nghị. Theo kênh Al Jazeera, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tập hợp tại cảng Tacoma để chặn một tàu tiếp tế quân sự mà họ cho rằng sẽ chở vũ khí từ Mỹ đến Israel. Ông Wasim Hay, một trong những người biểu tình ở Tacoma cho biết, "Chúng tôi muốn ngừng bắn ngay bây giờ. Chúng tôi muốn mọi người ngừng bị sát hại ngay bây giờ. Chúng tôi muốn có một cuộc kiểm tra thực sự và muốn có một hành động về chính sách đối ngoại của Mỹ cũng như nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Israel." Ông Hay là điều phối viên tiếp cận cộng đồng của Trung tâm Tổ chức và Nguồn lực Ả Rập AROC, nhóm vận động tổ chức các cuộc biểu tình ở Tacoma. Ông cho biết một nguồn tin mật đã tiết lộ cho AROC rằng con tàu có tên Cape Orlando sẽ chở đầy vũ khí, thiết bị quân sự và gửi đến Israel. Kênh Al Jazeera chưa xác định được liệu con tàu nói trên có chở vũ khí tới Israel hay không. Trong khi đó, ông Jeff Jensen, người phát ngôn của Lầu Năm Góc nói rằng con tàu thực ra được sử dụng để hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa quân sự của Mỹ, nhưng ông từ chối cung cấp thêm thông tin. Ông viết trong một email gửi Al Jazeera, do lý do an ninh hoạt động, Bộ Quốc phòng Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc vận chuyển, di chuyển hoặc thông tin liên quan đến hàng hóa được chở trên các tàu này. Trong khi đó, người biểu tình xếp hàng ngang qua con đường dẫn đến bến cảng. Họ dương cao biểu ngữ, phản đối chở vũ khí tới Israel. Đây là tuần thứ hai liên tiếp tàu Cape Orlando phải đối mặt với những nỗ lực cản trở chuyến đi. Trước đó, khi tàu Cape Orlando cập cảng Oakland, California, ba người biểu tình đã bám vào thang của con tàu, khiến con tàu phải hoãn khởi hành trong nhiều giờ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã xử lý ba người biểu tình vì họ đã xâm phạm con tàu và cho biết ba người này đang bị điều tra vì có khả năng vi phạm luật liên bang. Một số người biểu tình đã vượt hàng rào xung quanh bến tàu mà Cape Orlando đang neo đậu, còn một số người phá hoại dây neo. Theo ông Hay, các cuộc biểu tình phản đối kịch liệt nhằm ngăn tàu Cape Orlando đã gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Joe Biden, người sẽ tái tranh cử năm 2024. Ông Hay nói, chúng ta đang chứng kiến một số cuộc biểu tình phản chiến lớn nhất kể từ thời Tổng thống George Bush, và điều này diễn ra trước một cuộc cạnh tranh bầu cử rất khốc liệt. Gần đây, Tổng thống Biden đã kêu gọi Quốc hội Mỹ cung cấp viện trợ trị giá hơn 14 tỷ đô la Mỹ cho Israel, ngoài khoản 3,8 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ đã cam kết cung cấp cho năm 2023. Mỹ là nhà viện trợ quân sự lớn nhất cho Israel kể từ khi nước này thành lập vào năm 1948. Mỹ tài trợ khoảng 16% ngân sách quốc phòng của Israel. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác xoay quanh xung đột giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW dựa trên thông tin được phân tích của Nga, đưa ra báo cáo rằng lực lượng phòng vệ Ukraine đã triển khai một số lượng hạn chế xe bọc thép tới bờ phía đông vùng Kherson. Các nguồn tin của Nga cho biết, lực lượng Ukraine đã triển khai một số lượng hạn chế xe bọc thép đến bờ phía đông khu vực Kherson và đang tiếp tục hoạt động trên bộ quy mô lớn hơn với lực lượng bộ binh hạng nhẹ có quy mô xấp xỉ một tiểu đoàn. Các blogger quân sự Nga đã phân tích bức ảnh được cho là một phương tiện lội nước của Ukraine đang vận chuyển một phương tiện chiến đấu bộ binh đến bờ phía đông gần làng Karinki, cách Kherson 30 km về phía đông bắc và cách sông Dnipro 2 km. Một số blogger quân sự khác tiếp đó cũng tuyên bố rằng một phương tiện chiến đấu bộ binh của Ukraine đã vượt qua sông Dnipro gần làng Karinki. Ngoài ra, một số video cho thấy một phương tiện chiến đấu bọc thép lội nước của phương Tây bị phá hủy tại một địa điểm không xác định ở bờ phía đông. Một số chuyên gia Nga cho biết một hoặc hai xe chiến đấu bọc thép của Ukraine đã vượt sông Dnipro gần Karinki, trong khi những người khác lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã triển khai một số xe chiến đấu bọc thép tới khu vực này. Ngoài ra, những nguồn tin của Nga cho biết hơn 300 binh sĩ Ukraine đang hoạt động ở bờ đông trong khu vực Karinki, và lực lượng Ukraine đang giữ các vị trí ở trung tâm Kherson và các khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, hàng trăm binh sĩ Ukraine đang hoạt động dọc theo toàn bộ bờ phía đông của Kherson. ISW cho biết, giao tranh vẫn tiếp diễn gần Kherson, cũng như gần Poima, Pichanivka và Pichevny. Nhưng những nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine vào ngày 6 và 7 tháng 11 không có quy mô lớn hơn so với những ngày trước đó. Theo báo cáo, việc Ukraine tập hợp lực lượng quy mô tiểu đoàn ở bờ đông cho thấy những nỗ lực ngăn chặn mạnh mẽ của Nga dọc sông Dnipro đã không ngăn cản lực lượng Ukraine đưa thêm nhân lực và trang thiết bị đến các vị trí ở bờ đông. Trên mặt trận Zaporizhia ở miền nam Ukraine, Nga đã áp dụng chiến thuật phòng thủ cơ động để ngăn cuộc phản công của Ukraine. Phát biểu với báo chí, ông Yevgeny Balitsky, quan chức do Nga bổ nhiệm tại Zaporizhia nêu rõ, Ukraine đã phải dừng lại và cuộc phản công của họ đã bị ngăn chặn hoàn toàn. Đối phương hiện chỉ tấn công các khu định cư của chúng tôi bằng tên lửa do phương Tây cung cấp. Đó là tất cả những gì họ có thể làm. Trong khi đó, chúng tôi vẫn duy trì khả năng phục hồi, khả năng chiến đấu của binh sĩ và vũ khí, khả năng phòng thủ hiệu quả. Theo ông Balitsky, giao tranh vẫn tiếp diễn ở các làng Rabodino và Stebaki, trong khu vực mỏm Veremevsky, nhưng các lực lượng Ukraine đang kiệt sức. Quan chức này cho biết thêm, Nga đang xây dựng tuyến đường sắt mới nối bán đảo Crimea nối lục địa Nga trong bối cảnh Ukraine liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cầu Kert. Tuyến đường sắt mới được xây dựng gần thành phố Donetsk sẽ đi từ Yakimivka, một khu định cư ở Zaporizhia, đến Rostov. Bộ Quốc phòng Anh trước đó cũng cho rằng cầu Kert đã trở thành gánh nặng an ninh đáng kể đối với Moscow. Ukraine đã nhiều lần tấn công cây cầu này, gây thiệt hại đáng kể cho Nga và làm gián đoạn giao thông đường bộ và đường sắt. Trong một diễn biến khác, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Patel mới đây đã phủ nhận các thông tin truyền thông về cuộc thảo luận được cho là của Mỹ và EU với Ukraine liên quan đến việc bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Patel nêu rõ Ukraine sẽ quyết định thời điểm tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga, đồng thời lưu ý thêm rằng Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Trước đó, kênh truyền hình NBC News của Mỹ đưa tin các quan chức Nhà Trắng và EU đã bắt đầu thảo luận với Ukraine về khả năng đàm phán hòa bình với Nga. Theo kênh này, các cuộc thảo luận đặc biệt liên quan đến những gì Ukraine có thể phải từ bỏ để đạt được thỏa thuận tiềm tàng. Các nguồn tin ngoại giao ở EU cũng cho biết những tuyên bố đó là không đúng sự thật. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5 tháng 11 xác nhận Kiev chưa sẵn sàng đàm phán với Nga trừ khi Moscow chấm dứt kế hoạch tấn công, đồng thời phủ nhận thông tin các quan chức Mỹ và châu Âu đề nghị tổ chức đàm phán hòa bình. Ông Zelensky cũng thừa nhận cuộc xung đột đang trong tình thế khó khăn, bế tắc và cho biết Ukraine cần thêm viện trợ quân sự. Các binh sĩ Ukraine đã bỏ lại một chiếc xe Jeep Humvee do Mỹ sản xuất ở vùng Kherson, miền nam Ukraine. Sau đó, quân đội Nga đã tấn công chiếc xe khiến nó bốc cháy dữ dội. Nhưng việc mất phương tiện này không hoàn toàn là điều bất lợi đối với Kiev, bởi vị trí chiếc xe nằm ở tả ngạn sông Dnipro. Điều đó đồng nghĩa với việc Ukraine đã thành công khi đưa các phương tiện băng qua con sông tiến vào đầu cầu đổ bộ mà họ thiết lập trong một loạt cuộc đột kích táo bạo từ cuối tháng 10 năm 2023. Chiếc Humvee bị bốc cháy không phải là bằng chứng duy nhất cho thấy thiết bị hạng nặng của Ukraine đã vượt sông Dnipro. Ngày 7 tháng 11, một lính dù của Nga đã đăng tải bài viết trên Telegram lưu ý các lực lượng Ukraine không chỉ tìm cách di chuyển sang tả ngạn con sông mà còn chiếm giữ các vị trí dọc theo bờ sông và một phần của ngôi làng. Quân đội Ukraine đang cố gắng củng cố quyền kiểm soát những vị trí họ chiếm được, sau đó vận chuyển xe bọc thép qua sông Dnipro. Việc đưa các phương tiện vượt sông sẽ giúp Kiev gia tăng cơ hội giữ vững và mở rộng đầu cầu đổ bộ. Nhưng giới phân tích cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận Ukraine đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc phản công kéo dài suốt 5 tháng qua. Kể từ khi giành quyền kiểm soát thành phố Kherson ở hữu ngạn sông Dnipro vào cuối năm 2022, các lực lượng Ukraine đã nhiều lần vượt sông để tiến hành nhiều cuộc đột kích nhỏ vào cứ điểm của Nga. Thông thường, đặc nhiệm Ukraine sẽ cố bắn hạ binh sĩ đối phương hoặc gây ra một số thiệt hại về vũ khí và trang thiết bị, rồi nhanh chóng rút lui để tránh cuộc tấn công đáp trả bằng pháo binh hoặc máy bay không người lái của Nga. Song các hoạt động vượt sông bắt đầu từ hôm 19 tháng 10 diễn ra hoàn toàn khác. Lần này, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 38 của Ukraine đã ở lại tả ngạn sông Dnieper. 10 ngày sau đó, họ không chỉ thiết lập đầu cầu đổ bộ mà còn mở rộng quyền kiểm soát khu định cư Karinki, biến nơi đây thành tâm điểm các cuộc tấn công của Ukraine ở Kherson. Ukraine liên tục sử dụng đạn pháo, bom chùm tấn công chúng tôi. Điều đáng lo ngại hơn là họ đã triển khai cả các phi đội, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất và máy bay không người lái mang thuốc nổ hoạt động suốt ngày đêm. Cách Ukraine thiết lập và mở rộng đầu cầu đổ bộ ở tả ngạn sông Dnieper được thể hiện rõ trong các bức ảnh, video chụp từ tiền tuyến và đăng tải trên mạng xã hội. Ukraine đã sử dụng rất nhiều thuyền nhỏ, phương tiện lội nước, cầu phao và đặc biệt là máy bay không người lái. Các nguồn tin của cả Nga và Ukraine đều thảo luận về vai trò của máy bay không người lái trong lĩnh vực đặc biệt này. Theo các chuyên gia quân sự, lực lượng Ukraine nhiều khả năng đã gây nhiễu máy bay không người lái của Nga, sau đó họ triển khai UAV để trinh sát, phát hiện pháo binh đối phương thả bom và tiếp tế. Một binh sĩ vận hành UAV của Ukraine cho biết máy bay không người lái đã cung cấp một khả năng hiếm thấy, trong khi một số máy bay không người lái cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng đồn trú của Ukraine, thì một số khác có nhiệm vụ thả chất nổ vào phương tiện của Nga, trong đó có cả xe tăng T-72. Nga gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn máy bay không người lái hoặc trấn áp pháo binh của Ukraine. Việc thiết lập được chỗ đứng ở tả ngạn sông Dnieper có thể giúp Ukraine tấn công sâu hơn vào vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Kherson. Đây cũng được coi là bước đệm mới cho cuộc phản công của Ukraine, vốn diễn ra chậm chạp suốt nhiều tháng qua và có nguy cơ lâm vào tình trạng bế tắc. Ben Barry, đồng thời là chuyên gia về chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London cho biết, dọc chiến tuyến dài hàng nghìn km, Ukraine đang cố gắng ngăn cản Nga tập trung lực lượng. Vì thế, họ cố gắng tấn công vào những địa điểm khác nhau ở nhiều thời điểm khác nhau. Nếu phát hiện lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ Nga tại Kherson, lực lượng Ukraine ở bờ Tây có thể tìm cách tiến lên để giành khu vực còn lại. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Nga đang lo ngại sau khi Ukraine xâm nhập bờ Đông. Hãng thông tấn TASS dẫn một số nguồn tin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã thay thế tướng Oleg Makhachevich chỉ huy tập đoàn quân Dnieper của Nga ở miền nam Ukraine. Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, động thái này cho thấy Điện Kremlin hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự Nga khá lo ngại về khả năng của các đơn vị đồn trú tại Kherson trong việc đẩy lùi các hoạt động vượt sông của Ukraine. Trong vài tháng qua, chính phủ Ukraine đã mong muốn tiếp nhận tên lửa hành trình phóng từ trên không Taurus Kép 350 do Đức chế tạo, có biệt danh mũi tên thần. Kiev hy vọng tên lửa này có thể là viên đạn bạc giúp thay đổi cục diện trên chiến trường. Ukraine đã đề nghị Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus vào cuối tháng 5 năm 2023, song giới lãnh đạo chính trị và quân sự của Berlin vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Hồi cuối tháng 10, liên doanh Taurus System do công ty MBDA Deutschland của Đức và công ty Saab Beaufort Dynamics của Thụy Điển thành lập cho biết công ty đã sẵn sàng bắt tay chế tạo tên lửa Taurus cho Ukraine, nhưng điều đó cần phải có quyết định phù hợp từ các nhà lãnh đạo Đức. Ông Joachim Knopf, giám đốc liên doanh Taurus System cho biết sẽ mất ít nhất một năm để chuẩn bị dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, không thể loại trừ khó khăn trong việc cung cấp một số linh kiện nhất định. Chưa kể, nhà sản xuất cũng phải giải quyết vấn đề tích hợp tên lửa vào các máy bay hiện có của Ukraine. Theo ông Joachim Knopf, Taurus có thể được sử dụng trên máy bay ném bom Su-24, nhưng quá trình kết hợp sẽ mất khoảng 2 tháng. Bên cạnh đó, cần khoảng 4 tháng để đào tạo phi hành đoàn. Phương Tây hiện đang thảo luận về việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Về mặt lý thuyết, máy bay F-16 cũng có thể mang tên lửa Kép 350, nhưng quá trình kết hợp ước tính mất khoảng 1 năm rưỡi. Một vấn đề khác là số lượng máy bay chiến đấu của Ukraine vẫn không ngừng giảm sau các cuộc giao tranh ác liệt, bất chấp những biện pháp mà Kiev thực hiện nhằm bảo toàn các phi đội. Vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc Su-24 có thể tiếp tục hoạt động trong 6 tháng tới. Trong khi đó, kế hoạch của phương Tây cung cấp chiến đấu F-16 còn chưa chắc chắn. Cuối cùng, không thể loại trừ đặc tính kỹ thuật, ưu và nhược điểm của tên lửa Taurus. Những tên lửa hành trình tầm xa như Taurus từng là vũ khí thiết yếu trong nhiều hoạt động quân sự của Mỹ và các nước phương Tây khác khi phá hủy hoặc làm gián đoạn hoạt động chỉ huy, kiểm soát và hậu cần của đối phương ở xa chiến tuyến. Đây cũng là vũ khí giúp phương Tây nhanh chóng đạt được thành công về mặt quân sự trong những thập kỷ gần đây. Đối với Ukraine, Taurus chắc chắn sẽ mở rộng khả năng chiến đấu của nước này, nhưng đây không phải là vũ khí thay đổi cuộc chơi. Franz Stefan Gatti, thành viên cấp cao Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định, Taurus có tầm bắn hiệu quả lên tới 500 km, được thiết kế để chống lại các mục tiêu kiên cố hoặc nằm sâu dưới lòng đất như hầm chỉ huy, kho đạn dược, cầu cảng và các trung tâm vận tải quan trọng khác. Tên lửa này có đầu đạn mạnh hơn so với nhiều loại tên lửa dẫn đường chính xác trong kho vũ khí của Ukraine. Vì thế, nó có thể giúp Kiev vô hiệu hóa các cây cầu của Nga ở khoảng cách xa. Song không loại trừ khả năng Đức sửa đổi tên lửa để hạn chế tầm bắn của nó trước khi cung cấp cho Ukraine, khiến lợi thế của tên lửa bị hạn chế. Một lý do khác khiến Taurus không thể trở thành viên đạn bạc, đó là Đức khó có khả năng cung cấp cho Ukraine đủ số lượng tên lửa để tạo ra sự khác biệt lớn trên chiến trường. Anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine từ 250 đến 400 tên lửa hành trình kể từ tháng 5 năm 2023 và Ukraine được cho là đã sử dụng từ 180 đến 200 tên lửa trong số này. Nếu Đức có thể bổ sung cho kho vũ khí của Ukraine khoảng 150 tên lửa hành trình Taurus, thì điều này sẽ giúp Ukraine có đủ tên lửa để kéo dài chiến dịch chống lại các mục tiêu Nga nằm phía sau tiền tuyến thêm 2 tháng nữa. Nhưng ngay cả khi Berlin cung cấp cho Kiev tên lửa Taurus với số lượng lớn hơn, thì vẫn chưa có gì đảm bảo điều đó có thể thay đổi cuộc chơi. Các nhà phân tích quân sự Michael Kaufman và Rob Lee chỉ ra rằng việc tiến hành một chiến dịch tấn công sâu phía sau phòng tuyến của đối phương khó hơn nhiều so với tấn công các lực lượng trên tiền tuyến. Rất khó để ngăn chặn tuyến tiếp tế hoặc thiết lập khả năng kiểm soát hỏa lực ở phía sau nếu không có ưu thế trên không. Để tiến hành chiến dịch này một cách có hệ thống, Ukraine cần nắm thông tin tình báo liên tục, cũng như cải thiện khả năng giám sát và trinh sát thông qua vệ tinh và máy bay không người lái. Trong bối cảnh Ukraine thiếu các phương tiện trinh sát tiên tiến và thiếu khả năng kiểm soát bầu trời, việc theo dõi và bao quát hậu phương của Nga là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Chưa kể, Nga đã có sự thích nghi với tình hình chiến trường kể từ khi Ukraine triển khai hệ thống tên lửa pháo binh cơ động HIMARS do phương Tây cung cấp vào mùa hè năm 2022. Quân đội Nga đã củng cố các trạm chỉ huy, kiểm soát, tăng cường sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử để gây nhiễu điện tử cho UAV. Moscow cũng đa dạng hóa mạng lưới cung cấp, chuyển các kho đạn dược ra xa tiền tuyến hơn. Ngay cả khi Ukraine có thể triển khai tên lửa tầm xa với số lượng lớn, vẫn chưa rõ chiến dịch tấn công như vậy có hiệu quả hay không trước một đối thủ có khả năng phòng không và năng lực tác chiến điện tử mạnh mẽ. Ông Franz Stefan Gatti cho rằng nhiều nhà bình luận dường như đã ước lượng quá lớn số binh sĩ và vũ khí mà Nga cần tiếp tế để ngăn chặn hoặc trì hoãn cuộc phản công của Ukraine ở tiền tuyến. Không thể phủ nhận các cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra sức ép ngày càng gia tăng đối với tuyến hậu cần của Nga, buộc Moscow phải giảm số vụ pháo kích và gặp khó khăn khi luân chuyển binh sĩ đến và đi từ khu vực tiền tuyến. Nhưng Nga vẫn có thể tiến hành các cuộc tấn công trả đũa mạnh mẽ, cũng như duy trì ổn định hoạt động của các đơn vị pháo binh hoặc thiết giáp, ông Franz Stefan Gatti nhấn mạnh. Hãng thông tấn TASS Nga mới đây dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông phát biểu trong cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp. Tổng thống Putin nêu rõ, Nga và Trung Quốc không xây dựng liên minh quân sự theo mô hình liên minh chiến tranh lạnh. Hiện sự tương tác giữa hai bên mang tính xây dựng là yếu tố quan trọng trong việc ổn định tình hình quốc tế. Ông Putin lưu ý, Nga và Trung Quốc đang hợp tác khá hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế. Ông nói, quan hệ kinh tế và thương mại đang phát triển với tốc độ tốt. Chúng tôi đang đạt được mục tiêu trước thời hạn. Chúng tôi đang phối hợp trên các nền tảng quốc tế, trong các tổ chức quốc tế, trước hết là tại Liên Hợp Quốc. Theo Tổng thống Nga, Moscow và Bắc Kinh đang dành sự quan tâm lớn đến các nền tảng khu vực, vốn ngày càng trở nên toàn cầu. Đề cập đến Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và BRICS, Tổng thống Putin nhắc lại rằng Nga sẽ làm chủ tịch luân phiên BRICS vào năm 2024. Ông nói, chúng tôi rất kỳ vọng rằng cùng với Trung Quốc, Moscow sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự mà theo chúng tôi là phù hợp và triển vọng nhất, đồng thời sẽ đáp ứng lợi ích của tất cả các nước thành viên của nhóm. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cho rằng hai nước nên mở rộng hợp tác về vệ tinh quân sự và các công nghệ quốc phòng tiềm năng khác. Một tuyên bố báo hiệu mối liên kết quốc phòng ngày càng chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các mối liên kết quân sự chặt chẽ hơn, đồng thời lưu ý rằng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao hiện được ưu tiên. Tổng thống Putin lưu ý rằng NATO đã tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, điều mà ông mô tả là một nỗ lực vượt ra ngoài phạm vi ảnh hưởng địa lý của mình. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga và Trung Quốc đang bình tĩnh đáp trả những nỗ lực của NATO nhằm vượt ra ngoài vùng ảnh hưởng của tổ chức này, thông qua việc tăng cường khả năng phòng thủ và tiến hành các cuộc tập trận hải quân và không quân chung. Ông Putin nói, Mỹ ngày càng lôi kéo các thành viên liên minh vào việc kích động căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cố gắng tạo ra các liên minh quân sự chính trị mới, bao gồm cả các nước trong khu vực, xuất phát từ lợi ích ích kỷ của chính mình. Ông cho biết thêm rằng, Nga và Trung Quốc đang phản ứng một cách bình tĩnh và cân bằng và nỗ lực tăng cường an ninh bằng các cuộc tập trận chung của lực lượng không quân và hải quân. Về phần mình, ông Trương Hữu Hiệp ca ngợi Moscow đã chống lại áp lực của phương Tây, nói rằng Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin đang đứng vững trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, cho thấy rằng Moscow sẽ không bị khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào. Phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, trước đó cùng ngày, Ông Trương lưu ý mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở mức cao nhất trong kỷ nguyên mới, đồng thời nói thêm rằng hai nước luôn hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cơ bản và mối quan tâm chính. Ông Trương cũng ca ngợi mô hình tin cậy chiến lược và hợp tác cùng có lợi giữa Moscow và Bắc Kinh, đồng thời lưu ý rằng chuyến thăm của ông nhằm mục đích giúp tăng cường hơn nữa hợp tác quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đáp lại rằng mối quan hệ quân sự giữa Nga và Trung Quốc không nhằm vào các nước thứ ba. Ông nói, không giống như một số nước phương Tây, chúng tôi không tạo ra một khối quân sự, đồng thời cho biết thêm rằng mối quan hệ song phương là hình mẫu về tương tác chiến lược dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!